chào tất cả các bạn đã đến với kênh máy chiếu VNPC. Mình là Trí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bảo trì máy chiếu Sharp model XR55X. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo chiếc máy chiếu này ra. Đầu tiên, các bạn cần mở hết tất cả các ốc ở mặt dưới của máy chiếu và các ốc ở mặt sau. Đồng thời thì các bạn cần mở bóng đèn. Thì đây là vị trí của nắp bóng đèn, có một ốc ở tại vị trí này. Mình sẽ lấy bóng đèn ra. Sau khi tháo tất cả các ốc thì chúng ta sẽ mở phần nắp trên này lên. Thì khi mở nắp ra thì các bạn cẩn thận, này có một dây nối giữa phần công tắc trên nắp và main. Mình sẽ rút. Bên trong một máy chiếu công nghệ DLP thì còn có các bộ phận cơ bản như là mainboard. Đây là cụm ống kính và cụm dẫn sáng. Hệ thống quạt tăng nhiệt. Lo. Bên dưới main sẽ là nguồn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo main. Sau khi rút hết cái dây cắm này và các ốc thì chúng ta sẽ nhấc main lên tại vị trí này. Đây là hai quạt tăng nhiệt bên hông của máy chiếu. Tiếp theo mình sẽ tháo cụm dẫn sáng này. Chúng ta sẽ rút các dây nối này. Và mở rác cắm của băng đèn. Đây là nhấc cầm lên. Để vệ sinh, bảo trì cho một chiếc máy chiếu công nghệ DLP thì trước hết là các bạn cần phải vệ sinh, làm sạch bụi bên ngoài cũng như là bên trong của vỏ máy chiếu, đặc biệt là bên trong cụm dẫn sáng này. Bên trong này sẽ có các kính hội tụ, kính bầu, chip DMD. Nếu mà các kính trong này bám quá nhiều bụi thì khi chiếu ra sẽ bị mờ. Bây giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cụm này. Đầu tiên thì mình sẽ tháo phần bánh xe màu ngay tại vị trí này.
đây là bánh xe mọc và mắt đập bánh xe mọc. Và mình sẽ tháo cái phần nắp đen này ra. Thì đã vệ sinh cụm này, chúng ta sẽ dùng giấy miệng và nước rửa kính lau lần lượt các bề mặt kính bên trong. Đặc biệt là bề mặt chip đêm đi, bề mặt chip đêm đi các bạn cần phải lau thật sạch. Lau lại bằng giấy khô. Sau đó thì thôi sạch bụi. Sau khi vệ sinh xong các kính thì chúng ta sẽ đậy nắp này lại. Tiếp theo là mình sẽ vệ sinh bánh xe mọc. Sau khi vệ sinh xong cụm dàn sáng và ống kính này thì chúng ta sẽ tiến hành lắp lại các bộ phận vào máy.
hướng dẫn các bạn vệ sinh bao trì chiếc máy chiếu sáp. Hy vọng video này hữu ích. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại dưới phần bình luận. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.